Báo đài quốc tế đưa tin như thế nào về lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Các bạn thân mến, ngày 25 tháng 7, hàng vạn người dân khắp mọi miền đã đổ về nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội để xếp hàng chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông tin từ ban tổ chức lễ tang, từ 18 giờ ngày 25 tháng 7, người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng từ sáng sớm ngày 25 tháng 7, rất nhiều người dân đã xếp hàng dài nhiều km để chờ vào viếng Tổng Bí thư. Nhiều người dân mặc dù ở rất xa nhưng cũng bắt xe đến từ sớm và xếp hàng từ sáng để được vào viếng Bác. Hình ảnh những hàng dài người dân Việt Nam từ mọi tầng lớp xã hội, từ mọi miền Tổ quốc xếp hàng dài trong thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội để được vào chia tay Bác lần cuối, khiến bất cứ ai xem được cảnh này đều không thể kìm nổi nước mắt cũng như niềm tự hào về một dân tộc đoàn kết và yêu thương nhau. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội về những tấm lòng của người dân Hà Nội như chia sẻ nước uống, đồ ăn miễn phí, mở quạt, mở điều hòa ở cửa hàng cho mọi người xếp hàng có sức khỏe để vào viếng Bác khiến chúng ta không khỏi xúc động. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, từ chiều ngày 25 tháng 7, hàng nghìn người dân xếp hàng dài trước Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh để chờ tới lượt vào tưởng nhớ người lãnh đạo giản dị, hết lòng vì đất nước. Những giọt nước mắt đã không thể kìm nén. Những hình ảnh này lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng dân tộc Việt Nam là một, chúng ta luôn luôn đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đồng thời, những tình cảm đặc biệt mà người dân cả nước dành cho Tổng Bí thư trong những ngày quốc tang càng khắc họa sâu sắc tầm vóc nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Lễ tang của người cộng sản vĩ đại được tờ báo Reuters của Anh viết vào ngày hôm qua như sau. Trong bối cảnh an ninh được thắt chặt, hàng trăm người đã xuống đường tại Hà Nội quanh một nhà tang lễ ở trung tâm thành phố và đến gia đình ông ở ngoại ô thủ đô để tỏ lòng thành kính lần cuối với người đàn ông từng là quyền lực nhất đất nước Đông Nam Á này. Các quan chức nhà nước và chức sắc nước ngoài, bao gồm người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Úc Sulin đã được nhìn thấy tham dự tang lễ. Nhiều quan chức nước ngoài khác, bao gồm Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc Vương Hỗ Ninh và Cố vấn an ninh Ấn Độ Ajit Doval cũng dự kiến sẽ có mặt tại Hà Nội trong hoặc sau lễ tang để tiễn biệt ông Trọng. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời về việc không ngừng học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Tô Lâm, người tạm quyền thay thế ông Trọng đã viết trong sổ tang, nhắc đến vị cha già lập quốc của Việt Nam hiện đại. Không được phép tổ chức bất kỳ hoạt động giải trí công cộng nào và các văn phòng cũng như những nơi công cộng khác đều treo cờ rủ trong suốt 2 ngày. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nhân dân và đất nước. Tôi cảm ơn ông vì điều đó và muốn gửi lời chúc sức khỏe đến ông. Bà Nguyễn Thị Minh Thu, 68 tuổi, một cư dân Hà Nội cho biết khi xếp hàng trước nhà tang lễ vào thứ Năm. Cuba và Lào, những người bạn cộng sản của Việt Nam, cũng đã tổ chức quốc tang cho nhà lãnh đạo Việt Nam. Không chỉ có tờ Reuters, đài truyền hình CNA của Singapore cũng đã đưa tin về tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nêu bật những kho báu của ông đã để lại cho đất nước và dân tộc Việt Nam và lý do ông được người dân Việt Nam kính trọng và yêu mến đến vậy. Đài này đã đưa tin, Việt Nam đã bắt đầu tổ chức lễ tang cấp nhà nước kéo dài 2 ngày để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã qua đời vào tuần trước. Ông đã phục vụ 13 năm với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản cầm quyền. CNA xem xét một số di sản mà ông đã để lại. Ông Trọng được coi là người đàn ông quyền lực nhất trong cơ cấu chính trị của đất nước. Di sản nổi bật nhất của ông là chiến dịch chống tham nhũng được gọi là đốt lò mà ông đã lãnh đạo từ khi trở thành Tổng Bí thư 13 năm trước. Sự lãnh đạo của ông Trọng cũng đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua chính sách ngoại giao cây tre, một thuật ngữ ám chỉ việc Việt Nam cân bằng chính sách đối ngoại giữa các lợi ích địa chính trị cạnh tranh. Ông đã giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ, điều chưa từng có trong lịch sử của Đảng. Trong thời gian đó, ông cũng giữ chức Chủ tịch nước trong hơn 2 năm, điều này cũng rất đáng chú ý. CNA nghĩ rằng quyền lực lớn của ông đã giúp duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với Đảng và hệ thống chính trị, cho phép ông tiến hành một chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ từ năm 2016. Sự ra đi của ông đã gây ra sự đau buồn cho công chúng Việt Nam. Sinh ra trong một gia đình nông dân, ông được cho là đã dành cả tuổi trẻ cho sách vở và trường học và được biết đến là một học sinh tài năng, yêu thích văn học và các bài hát cách mạng.
ông đã tiếp tục có được bằng sau đại học về lịch sử, chuyên ngành xây dựng đảng ở Liên Xô cũ. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Trọng là một chính trị gia kiên định và khéo léo. Ông Trọng đã có thể củng cố lòng tin và tiến hành chiến dịch chống tham nhũng, một phần là do hình ảnh của ông là một nhà lãnh đạo trong sạch, chính trực. Ông là một kiểu nhà lãnh đạo có cuộc sống giản dị và không được biết đến là có liên quan đến bất kỳ vụ bê bối tham nhũng nào. Dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam cũng đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với tất cả các cường quốc trên thế giới. Trong nước, ông được coi là một người ông đối với nhiều người dân Việt Nam. Ông có lối sống khiêm tốn, mặc dù là người đàn ông quyền lực nhất ở Việt Nam, nhưng ông đã giành được trái tim của công chúng. Ông Trọng sẽ đi vào lịch sử Việt Nam như một trong những nhà lãnh đạo nổi bật nhất trong lịch sử gần đây của đất nước. Đó là lần đầu tiên trong gần 4 thập kỷ, một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua đời khi đang tại nhiệm. Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp quản nhiệm vụ của ông khi ông lâm bệnh, nhưng chưa có người kế nhiệm nào được nêu tên công khai. CNA nghĩ rằng việc ông không chỉ định người kế nhiệm và tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo diễn ra suôn sẻ có thể cuối cùng làm suy yếu di sản của ông, vì nó có thể dẫn đến xung đột nội bộ dữ dội hoặc đầu đà chính trị trong đảng, và điều đó có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của hệ thống chính trị Việt Nam. Di sản chung của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục được viết trong tương lai xa hơn. Câu hỏi trong tâm trí nhiều người, ai sẽ được đảng chọn để kế nhiệm ông, lãnh đạo Việt Nam trong tương lai? Đó là nội dung mà đài CNA chia sẻ. Theo những gì được Bộ Chính trị công bố, thì Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đảm nhiệm những công việc của Tổng Bí thư cho tới khi có quyết định tiếp theo. Điều này thì gần như chắc chắn rằng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ làm quyền Tổng Bí thư cho tới khi bầu cử diễn ra vào năm 2026. Như chúng ta đều có thể thấy, rất nhiều nhà lãnh đạo đã gửi điện chia buồn và một số yếu nhân của các nước khác đã đến tham dự tang lễ. Trong đó, chúng ta đặc biệt chú ý đến điện chia buồn của hai cường quốc là Trung Quốc và Mỹ. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi điện chia buồn, khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, đã thừa kế phát huy tình hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai đảng, hai nước Trung Việt, kết nên tình hữu nghị sâu sắc với Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người lãnh đạo Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nêu rõ trong thư chia buồn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đi đầu trong việc gây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam và Mỹ. Nhờ sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, hai nước đã có được tình hữu nghị và quan hệ đối tác như ngày hôm nay. Tổng thống Biden khẳng định, đất nước Mỹ và cá nhân ông sẽ luôn ghi nhớ, đánh giá cao cam kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hàn gắn và xây dựng một tương lai vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Việc liên tục các nước lớn gửi điện chia buồn và cử người sang không chỉ để chia buồn, mà còn là một phép thử xem thế hệ kế tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tiếp nối được con đường ngoại giao trước hay không. Hay nói một cách chính xác hơn là các cường quốc đang đưa ra một phép thử với người lãnh đạo mới của Việt Nam để thăm dò xem ông Tô Lâm có xu hướng trung lập hay sẽ ngả về một bên nào đó. Trong điện chia buồn của cả Mỹ và Trung Quốc, họ đều không hẹn mà gặp có một điểm chung, đó là chia buồn nhưng đồng thời cũng đưa ra một thông điệp là nâng cao quan hệ và tăng cường hợp tác. Đây là một phép thử hóc búa đến với lãnh đạo kế tiếp. Tuy nhiên, trên nền tảng ngoại giao cây tre mà Tổng Bí thư đã để lại, với những bài học về ngoại giao trong quá khứ, tin rằng lớp lãnh đạo kế tiếp của Việt Nam sẽ có đủ khả năng để giải bài toán khó này. Vậy một số dân mạng quốc tế đã để lại bình luận như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Ông đã để lại chiếc xe Toyota cũ 22 năm tuổi, ngôi nhà tre và ngoại giao cây tre. Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ để lại ngôi nhà tre và đội quân trẻ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Giáp để lại một Việt Nam non trẻ cho ngài Nguyễn Phú Trọng. Nhìn những hàng dài người Việt Nam xếp hàng để tiễn biệt ông trên khắp cả nước, mới biết họ để lại cho chúng ta sự kính trọng như thế nào và ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại ra sao. Tôi tin rằng nếu các nước khác có những nhà lãnh đạo có năng lực và đạo đức như ông Nguyễn Phú Trọng, thì người dân của họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các chính sách. Nhìn vào tình hình mà Việt Nam phải đối mặt trong 20 năm qua, là một nền kinh tế trẻ, các chính sách của ông thực sự đã giúp nền kinh tế của đất nước bùng nổ và củng cố các mối quan hệ quốc tế trong bối cảnh xung đột địa chính trị. Mọi người cố gắng tìm ra khuyết điểm nhưng không thể, vì ông thực sự là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Tôi nghĩ rằng nếu ông là một người da trắng, ông sẽ không bị một số nguồn đối lập soi mói. Xin hãy yên nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi không thể không nhận thấy rằng các nguồn đối lập chỉ trích mù quáng bất cứ điều gì. Họ nói Việt Nam tham nhũng, họ muốn lật đổ chính quyền hiện tại để mang lại cho người dân Việt Nam tự do và nhân quyền. Nhưng bác Trọng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì tham nhũng, và họ vẫn nói với những lời cay đắng và chua chát về ông.
quan điểm của họ là gì. Làm người hãy là một người cộng sản. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sống trọn cuộc đời của một người chiến sĩ cộng sản chân chính, cả về trí tuệ lẫn đạo đức. Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp nối con đường vẻ vang mà Tổng Bí thư và các bậc tiền bối cách mạng đã đi, xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tích cực đóng góp cho hòa bình thế giới. Trên đây là nội dung của video ngày hôm nay. Các bạn thấy những ý kiến phía trên như thế nào? Hãy comment bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.